Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Hà của Channel. Hiện tại thì mình đang ở một nhà hàng tên là Plataran. Hoàn toàn không nhận bất kỳ booking gì đâu cả nhà. Nhưng mà cảnh ở đây thật sự là quá là tuyệt vời, nên là mình muốn giới thiệu cho cả nhà. Không gian rất là mở luôn, và không gian xanh thì bao trùm ở khắp mọi nơi. Mình gọi một cái món signature của quán, trình bày rất là đẹp mắt luôn á các bạn. Có bơ, có kem, rồi có hình như là cái bột bán như phải. Bây giờ không để chờ lâu nữa, mình sẽ thử nha. Wow, khi mà mình cắt cái này á, cái lớp lava nó tan chảy ra, trời ơi, nhìn đẹp mắt lắm luôn á cả nhà. Mời cả nhà nhé. Cái bánh lava này có nhân dâu á cả nhà. Vị thì mình thấy là có hơi ngọt một chút. Rất là thơm vị trứng. Ăn cái này à, tương đối là lạ miệng, bởi vì cái này là cơm lên men á cả nhà. Mình không biết nói như thế nào nữa, nhưng mà các bạn nào đã ăn ăn cơm rượu rồi thì sẽ biết cái vị của nó. Rồi kết hợp với lại mít, dâu, bơ, kem dừa, đậu phộng rang. Còn lava thì có vị dâu tây, cả một rừng trái cây nhiệt đới ở trong đây luôn. Plataran có hệ thống nhà hàng khá là nhiều, và hình như là người ta lấy đá ở mỗi nhà hàng đem về đây sưu tầm á các bạn. Thank you.
Còn đây là họa tiết batik đó các bạn. Họa tiết batik là một phần không thể thiếu trong nghệ thuật truyền thống của người Indonesia. Nó được tạo ra bằng những cái hình họa như là hình vuông, hình tam giác, hình tròn, hay là những họa tiết thiên nhiên, họa tiết về động vật, vân vân. Mà càng nhìn lại càng thấy đẹp đó các bạn. Các bạn có thể thấy thì trong khuôn viên của Hotel Plataran thì lại được chia ra rất là nhiều những cái nhà hàng nhỏ khác nhau. Và bây giờ mình sẽ ra cái khu vực ngoài trời, khu vực tổ chức sự kiện tiệc cưới cũng như là hội nghị, một cái không gian tuyệt đẹp luôn á các bạn. Video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn cả nhà từ nãy giờ đã dành thời gian theo dõi nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo. Bye bye!